Hello quý khán giả. Hello mấy đứa. Này bán được không? Dạ được chị ơi. Yeah. Nghe là vui rồi đó. Sáng giờ là đi nói chung là đi rất là nhiều. Đi qua Color Man House, Coffee and Choco lâm hết. Bây giờ là nói chung là đi sao rồi đi cũng phải quay về cái nơi rất là yêu thương, đó là 407 đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận Bình Thạnh, Color Man Fashion. Đó, qua thăm mấy đứa tại vì không có ngày nào mà không gọi là xa cách nhau được hết. Ủa chị mấy cái mẫu này là mấy cái mẫu bữa giờ chị nhớ hôm bữa có kêu chị là lấy thêm cái mẫu đại bàng màu đỏ đúng không? Dạ. Rồi chừng nào người ta mới giao mẫu qua ta? Dạ mẫu đại bàng đỏ hiện tại là mới vừa giao rồi đó chị. À vậy hả? Có luôn hả? Trời. Mới tới luôn á chị. Trời ơi, hỏi một cái có liền luôn. Hay quá. Làm chị luôn bất ngờ. Rồi bất ngờ luôn, bất ngờ luôn, bất ngờ bất chờ luôn. Đây, đây là em đại bàng màu đỏ. Thì lúc đầu tiên á khi mà tại sao mà Color Man Fashion lại lựa chọn cái nước hoa đại bàng của Dubai? Tại vì nói chung là Vân sẽ kể cái tiểu sử tí xíu nha. Đó là do là một cái tiệc sinh nhật của anh Color Man và được một cái người em hay người bạn nào đó tặng cho anh một cái nước hoa đại bàng. Và thế là từ đó anh xài đại bàng không luôn. Chứ hồi đó giờ là xài rất là nhiều nhưng mà thích cái nước hoa Dior. Từ khi mà xài qua cái em này là thích cái em này luôn, dù là cái em này rẻ hơn cái em nước hoa Dior luôn á. Lấy cho chị thêm mấy cái chai đại bàng còn lại đi, để đây cho nó đẹp. Bây giờ thì Vân sẽ review cái chai nước hoa đại bàng màu đỏ nha. Hiện tại là ở Color Man Fashion là có rất nhiều nước hoa đại bàng. Nói chung là nguyên một cái series nước hoa đại bàng luôn, rất là nhiều luôn. Đây qua cho nó xinh nè. Đó, màu đen, màu trắng, màu xanh. Đây là màu xanh nha, nhìn là tưởng màu đen nhưng mà nó là màu hơi xanh xanh á. Xanh mà kiểu như là xanh đen á. Nó trong trong như thế này nè. Đó. Nhưng mà vẫn không qua được cái em nước hoa đại bàng màu vàng này. Đây là một trong những cái mùi nước hoa và mẫu của nước hoa đại bàng mà gọi là hot nhất, hot hit nhất. Về là hết, về là hết. Cho nên là hiện tại là cũng đang cháy hàng luôn, không có để bán luôn. Thì Vân mong rằng là khi mà đem về cái nước hoa đại bàng đỏ này, nó sẽ thay thế được một phần nào cái độ hot của cái em đại bàng gold này. Mà thực sự là cái này ở Dubai bây giờ là đang tạm ngưng sản xuất rồi. Nghĩa là bây giờ mà có đi chăng nữa là rất là hiếm nha mọi người. Cho nên là Vân mong rằng khi mà cái em nước hoa đại bàng màu đỏ này Vân test thử và Vân thấy được cái mùi, nó có thể thay thế một phần nào đó cái độ hot của cái em đại bàng màu gold này là ok ha. Rồi để cho quý khán giả thấy là hiện giờ đang có bao nhiêu mẫu đó ha. Rồi bây giờ Vân sẽ đặt hộp của cái em nước hoa màu vàng đại bàng màu đỏ này nha. Chị có cần gì không? Móng gì vỏ vút dày đã có móng tay nhọn. Ok. Thì nó cũng y chang như những cái chai nước hoa này luôn. Là ở ngoài nó sẽ là một cái hộp giấy. Đó, nó có một cái miếng ni lông niêm phong, cho nên mỗi lần mà mấy khách hàng mà có order là chắc chắn là khi mà giao hàng là sẽ có những cái ni lông bên ngoài để bọc như thế này, là biết là cái hàng này là mới 100% nha. Giống như là điện thoại iPhone hay là đúng rồi, điện thoại iPhone vậy đó, lúc nào phải có cái seal bên ngoài. Rồi bây giờ Vân sẽ mở ra. Đó, mở ra là nó là cái này là cái hộp giấy nha. Đây, tiếp theo nữa là sẽ là một cái hộp giống như bằng da vậy đó, bên trong nó là giống như là bằng da vậy đó. Đó, rất là sang trọng. Rồi thì Vân sẽ đập hộp đây. Wow, trời ơi, đập vô mắt là một cái màu vàng gold rất là sang, không thua kém gì cái em này luôn. Đó, mà cái mà Vân thấy là cái này nó có một cái độ lấp lánh hơn cả cái nước hoa đại bàng màu đen gold này luôn. Nó sáng dã man luôn nè, đẹp quá. Rồi bây giờ Vân sẽ lấy ra nha. Chết rồi, ông Color Man mà ông thấy là ông mê chết luôn. Trời ơi, nó đẹp bà cố nội luôn trời. Mọi người thấy cái màu đỏ của cái nước hoa này không? đỏ mà dạng là đỏ máu luôn á, đỏ thùng luôn á. Đẹp quá, sang quá. Cho nên là nếu mà Vân mà test mùi mà ok là Vân sẽ ok. Ê, chưa có xịt ra mà ok. Chưa đâu, cái đồ để chị thử đâu nè. Ừ, cho chị một miếng nè. Có rồi nè. Rồi, Vân xịt nha. Chưa gì hết là thấy nó hơi loáng thoáng cái mùi rồi đó. Cái đầu đó nha chị. Đẹp quá, xuất sắc nè. Các bạn xem thử đi, đẹp lắm. Đẹp quá em. Xem. Chết luôn. Xuất sắc. Cái mùi xuất sắc luôn. Coi chừng là nó hot hơn cả cái em màu đen này luôn. Thơm lắm mấy đứa ơi, ngửi đi. Hay lắm á. Sợ tiếc chứ. Sợ mà những cái tia nó bắn ra ngoài. Đúng chưa? Không chị. Cái mùi này hay nè. Cái mùi này nha. Nó có gỗ nè. Đúng rồi, nó có gỗ. Đàn hương nè. Nói gì nữa đó không biết. Nói chung mình cũng không rành lắm, nhưng mà ý là mình có thấy cái mùi gỗ gỗ nhẹ nhẹ. Nhưng mà nam mà có mùi gỗ là rất là ok luôn. Nó không có gắt nha chị nha. Mà chị nghĩ cái này nữ vẫn có thể sử dụng được rồi. Luôn cái nếu mà nữ mà mạnh mẽ đó, kiểu như bé Linh đó, bé Linh là thích mùi nam lắm mọi người, cho nên là những cái mùi nam á, mà khi mà Vân được các nhà sản xuất ra về nước hoa mà đem đến đó, là Vân cứ phải kêu bạn Linh ra, bạn Linh ra chút. Biết sao không? Tại vì nước hoa nam thực sự là Vân không có thích xài, nhưng mà Vân thích ngửi thôi. Nhưng mà Linh là nó thích xài luôn, cho nên là chốt, là chốt cứng nhất là Linh phải chốt thì Vân mới dám. Sao qua được. Thôi đấy, nó giỡn với vui thôi nha, nhưng mà thật sự cái mùi này rất là thơm luôn. Mùi này đã vậy. Chết rồi, thơm quá. Giờ ngửi lại cái mùi này. Cái mùi này á, Vân cảm giác là cái mùi này nó theo cái kiểu mà mấy anh mà doanh nhân thành đạt á, nó Âu hơn nha. Đúng rồi, mà nó kiểu mà châu Âu á. Đúng rồi, nó Âu hơn chứ không phải là. Còn cái này thì nó có chút xíu mát, còn em này thì nó đầm hơn, cái mùi nó đầm hơn, nó Âu hơn. Thấy nó rất là lạ nha. Rồi ok, chốt nha. Bây giờ vậy, đây là nước hoa mẫu đúng không? Dạ. Thì chắc chắn là nước hoa mẫu là mình không thể nào mình bán được rồi đó. Thì bây giờ chị sẽ lấy cái chai này, chị sẽ trả tiền. Nhưng mà chị không có trả tiền, anh Color Man sẽ trả tiền. Ok. Đúng rồi, bây giờ thì ý là chị sẽ đem về cho anh điền thử luôn. Nhưng mà chắc chắn là phải trả tiền cho mấy đứa chứ, để có doanh thu chứ. Bây giờ cái gì cũng lấy không không rồi, tội nghiệp mấy em nó. Trời ơi, bán hàng vất vả mà mấy anh mấy chị cứ đến không trả tiền cũng tội nghiệp. Cho nên là mai mốt á, khi mà anh Color Man về á, thì các em có nhiệm vụ là anh ơi trả tiền nước hoa. Ok. Nói nước hoa gì, nước hoa gì? Tiếp với anh luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chị thì chị sẽ đem về, chị nói là chị tặng. Có cái gì nó sai sai đúng không? Không, nhưng mà vậy cho nó vui. Ok chị. Rồi, bây giờ Vân sẽ lấy cái này về. Mà thật sự mà nói luôn á, mà cái này mà mình mua mình tặng là xuất sắc luôn, xuất sắc luôn nha mọi người. Rất là sang. Nhưng mà bây giờ vậy, cái này là có giá chưa ta? Chưa có giá luôn á hả? Ok. Với lại phải coi cái số lượng nhập về có được hay không nữa. Tại vì thật sự mà nói thì cái này cũng... Chị ơi, cái này nó sản xuất có hạn. Thì đó, biết mà, chị biết mà, nhìn là biết rồi. Chị nó, cái màu xanh với cái màu đỏ này để cùng với nhau nó cũng giống giống. Cái này không có thấy được cái độ trong của nó nhiều bằng cái màu đỏ. Cái màu đỏ nó trong hơn. Đây có thể gọi là một cái cặp đôi hoàn hảo. Mà cái mùi này thì nó nam tính hơn kia, là nam nữ unisex xài được gì ha? Cái mùi này nó cứng hơn đúng không? Ngửi lại coi. Không, cái mùi này nam nữ cũng được luôn, nó thiên về mát. Đẹp quá à. Con nào là đàn ông, con nào là đàn bà. Vua chúa. Đây là phụ nữ nè, đây là đàn ông. Đẹp quá à. Thật sự là đẹp luôn. À, ở đây nó có cái chữ tiếng Anh này đúng không? Rose. Còn đây là Sahel Osamu. Osamu. Osamu Awa Biladen. Sorry nha. Rồi bây giờ là ok, Vân sẽ quyết định là Vân sẽ đem cái chai này về làm một cái quà tặng bất ngờ cho anh Color Man. Trong cái quá trình mà đi ra những cái vùng miền mà bị ảnh hưởng bão về rất là vất vả luôn. Đoàn kỳ này đi là gặp rất là nhiều gọi là rồi. Thì bây giờ Vân sẽ đem cái này về để làm một cái quà bất ngờ cho anh Color Man. Thì hồi sáng là Vân cũng đã có một cái quà bất ngờ cho ông ngoại rồi. Bây giờ Vân lại tiếp tục làm một cái quà bất ngờ cho anh Color Man. Nhưng mà cái quà bất ngờ này là chi phí là anh Color Man sẽ tài trợ nha. Chắc chắn là thế nào ông cũng bất ngờ lắm cho mà xem. Tại vì anh rất là mê về cái dòng đại bàng này. Hình như đa số những cái em đại bàng trên đây là anh Color Man đều có hết. Chỉ có em đại bàng màu đỏ này là chưa có thôi. Cho nên là Vân sẽ nhận cái nhiệm vụ là sẽ đem cái em đại bàng này về tặng cho anh Color Man. Tặng trong ngoặc kép. Tặng ngoặc kép. Mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Nhưng mà tiền là anh Color Man sẽ tài trợ. Rồi cất vô nha. Không, thực sự nếu cái này tặng là sang lắm luôn á. Rồi cố gắng mình coi hàng có không, nhặt về bán gấp nha. Tại vì khi mà cái clip này lên rồi á, thì chị nghĩ là quý khán giả, quý khách hàng sẽ order gọi là bảo luôn á. bảo order đó. Thơm quá, rất là thơm. Duyệt nha mấy đứa. Đó, đi theo là sẽ có thêm một cái túi như thế này luôn nè. Cái túi này ở bên ngoài rất là sang. Color Man Fashion xin cảm ơn. Đó, hai mặt khác nhau nha. Ở ngoài cái túi là cái dòng chữ này là xi một cái lớp mạ màu giống như kim loại luôn đó nha. Đó, đẹp lắm. Rồi, báo cho chị biết nha. Không hiểu. Sao không hiểu? Thì bây giờ tụi em phải biết được cái số lượng ha, với lại là cái giá bán như thế nào bên cái bạn đó ha. Rồi cái gì khách hàng mà có order thì mình báo cái bạn đó có để giao cho khách liền, ok ha. Dạ. Tại vì cái hàng này là không có, hiện không có ở Color Man Fashion, cho nên là mọi thứ đều phải order. Nhưng mà order rất là nhanh, tại vì cái bạn này có một cái gọi là một cái mặt hàng mà order độc quyền ở Dubai luôn. Có nghĩa là Dubai là những cái nước hoa là bạn lại bao thầu hết. Cho nên là khi mà Vân mà đem những cái mẫu này về á, thì khi mà khách hàng order là chốt là có ngay cho khách hàng luôn, cho mọi người không cần lo nha. Bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả, quý khách hàng nha. Mọi người nhớ đến Color Man Fashion, nhớ thử đồ xong rồi mình phải thử luôn nước hoa luôn. Tại vì nước hoa rất là ok, rất là thơm, mình có thể mua tặng. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt. Color Man Fashion xin chào. Color Man Fashion xin chào.